cả nhà. Xin giới thiệu với cả nhà, hôm nay là em Hường vừa từ Sài Gòn về, nhưng mà là bắt gặp được một vị khách hàng gọi là khách cũ nha, lâu lắm rồi và hôm nay quay trở lại để tái khám, thì em Hường sẽ cùng với lại khách hàng, chúng ta cùng với lại em Hường để tâm sự với khách hàng xem là sau khi làm dịch vụ bên em Hường như thế nào nhá. Chị ơi, em chào chị tên là gì, chị đến từ đâu? Chị ở biển, chị đến từ Giáp Bát em ơi, Giáp Bát Hà Nội đấy. Giáp Bát Hà Nội à? Chị sinh năm bao nhiêu? Chị sinh năm 67. 67 à? Chị biết em qua đâu ạ? Chị biết em qua Facebook, cái mạng mà em đi làm từ thiện đấy. Dạ. Thế là chị theo dõi em được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị theo dõi đến giờ này là được khoảng hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm. Và làm răng bên em được tầm 4 tháng. Đúng rồi. Và sau khi chị làm xong bộ răng thì về mọi người nói như thế nào về bộ răng mới của mình, mọi người, bạn bè, người thân có nhận xét gì không chị? Chị khen là răng đẹp, là đen trắng. À, trắng trắng đẹp. Chị có cảm thấy tự tin với nụ cười mới của mình không? Có em. Bộ răng này chị nghĩ là sau khi làm xong thì chị nghĩ mình sẽ trẻ hơn khoảng bao nhiêu tuổi? Chị nghĩ chắc phải 6-7 tuổi em ạ. Em nghĩ về 10 tuổi. Về ông xã bảo sao không chị? Em tốn một chút. Dạ, kiếm sớm một chút. Ông xã bảo trẻ quá, làm em lo. Thế xong rồi ông xã làm xong thì ông xã có cảm thấy là yêu chiều hơn không? Hoặc công việc chị có thấy thuận lợi nhiều hơn không? Chắc là có đấy. Làm xong bộ răng chị thấy có thấy tự tin hơn trong cuộc sống hay là có điều gì mà chị cảm thấy thuận lợi hơn cho mình không ạ? Chị cảm thấy là tự tin chứ, lúc chị giao tiếp với mọi người á. Chị bán hàng chị hay nói chuyện thì cái răng nó không bị góp phải nhiều thì chị nói chuyện sẽ được tự tin hơn. Đúng rồi. Trước khi đến em là cái tình trạng của răng của chị nó có những cái khuyết điểm gì nhỉ? Và chị ở dưới thì nó bị mọc lẫy. Hàm trên thì chị bị ngã xe máy là nó bị sâu răng, sứt răng á. Trước khi đến với em thì chị có tìm hiểu ở đâu nữa chưa? Chị cũng tìm hiểu qua nhiều chỗ nhưng mà cảm thấy chị không hài lòng. Chị thích đến với chỗ em. Em chị thấy em nhiệt tình này. Dạ. Em có tấm lòng như là bao dung thương những người nghèo khó đấy. Thế là chị cảm thấy những người mà người ta có lòng lương thiện thì mình làm và thấy mình gửi gắm cả cái nụ cười mình yên tâm hơn. Đúng rồi. Và đến khi làm xong thì suốt một cái quá trình vài tháng rồi thì chị có cảm thấy có cái gì đó cần lăn tăn hay là thất vọng sau khi làm với em không? Không, chị chỉ còn một tí là cần cái nào nó hơi cay một tí thì cả chị thấy đến đây bác sĩ tư vấn nhiệt tình nên chị yên tâm thì không ngoài suy nghĩ gì. Chị chỉ sợ là làm xong mà kiểu không được quan tâm nữa thì chị hãi. Làm xong có vấn đề gì thì lên trên này chị thấy các bác sĩ là nhân viên của em nhiệt tình lắm. Thì đó mỗi lần lên chị cũng cảm thấy hài lòng. Chị thấy cái thái độ của nhân viên là xong chị làm xong với lại cái ngày trước kia có khác gì nhau không hay là vẫn thế thôi? Vẫn như ngày đầu, vẫn vui. Nhất là bác sĩ. Bác sĩ đúng, bác sĩ đang làm với chị. Đúng rồi, vẫn thấy như ngày đầu đấy. Đúng rồi, bác sĩ đang trả chị đấy. Bác sĩ dễ tính chứ vâng. Nếu mà chắc nghe hôm chị nói chắc là thì bác sĩ khác thì chắc là không hài lòng đâu. Thế hả? Hôm đấy chị đau ấy là gì ạ? Chị hỏi nhiều quá. Đúng thôi, bây giờ đồng tiền mình kiếm cứ khổ, mình phải hỏi nhiều, mình biết bỏ đồng tiền. Hôm đấy chị hỏi nhiều, chị hỏi những cái gì? Chị hỏi đủ các kiểu là răng của chị như này về chị có ăn nhai được không? Rồi hai hàm răng của chị như này liệu có ổn định được không? Chị hỏi nhiều quá về chị kể con trai chị, con trai chị bảo đúng là bác sĩ hồn gập cướp không thể chịu thật, thế mà bác sĩ cũng chịu lắng tai nghe nói chuyện hàng tiếng. Chị hỏi hàng tiếng à? Chị hỏi hàng tiếng à? Thật á? Về xong chị cũng nghĩ hôm sau chị lên chị gặp chị cũng buồn cười mà công nhận bác sĩ hiền thật. Em không biết chị còn bảo bác sĩ để cho chị xem hàm răng của bác sĩ. Về xong chị mới thấy chị buồn cười quá. Kiểu lúc đấy là chị vẫn còn lo lắng à? Chị làm xong chị sợ, kiểu như là kiểu lúc chưa gắn hẳn răng vào thì chị ăn nhai chị sợ. Đã ăn nhai chưa được thì chị hái. Chắc là hôm nay đeo răng nhựa đúng không? Đúng không? Đấy em luôn nói với mọi người là làm xong là đeo cái răng nhựa nó sẽ nhiều nhạo này, nó sẽ bị cảm giác rất là khó chịu. Nhưng mà đến khi gắn răng sứ vào thì nó khác hoàn toàn. Nhưng mà sau khi gắn răng xong thì chị thấy thế nào? Chị thấy cảm thấy nó cũng gần như bình thường răng thật của chị á. Thì chả thấy nó khác gì đúng không? Vướng víu gì. Còn bình thường là mình sợ lỡ vướng biết ăn uống không được đúng không ạ? Đúng rồi. Tại cái hôm nắp răng nhựa là chị không ăn được, chị toàn nước chừng thôi. Chị sợ quá à? Lại sợ là bộ răng đang lành tự nhiên lại làm xong nó về ra bộ đấy hả? Đấy, chị có 18 cái răng của chị. Thế hả? Thế là không hành mẹ đủ thứ hả? Đấy, chị, okay. Chỉ có một bác sĩ này thôi. Bác sĩ liền tính. Thế à? Đúng rồi, bên em là khách hỏi thoải mái nào cũng được. Đất nước
sao chị lên chị gắn răng đi, chị nhìn thấy bác chị nghĩ một cười trong lòng là sao chị hỏi giống như là một đứa con. Có hỏi nhiều mấy chị ai nữa. Thế qua những cái kinh nghiệm chị đã trải qua như vậy, chị có một lời khuyên nào với những ai đang chuẩn bị đi làm răng để cho mọi người sẽ chuẩn bị tâm lý không, bởi vì ai sẽ như chị đấy. Có người chợ ai hỏi thăm đến răng chị là chị cũng chị cứ nói đi. Là chị cũng hay động viên họ là nên làm để kiểu như mình giao tiếp, mình nói chuyện, mình cười có tự tin hơn á. Có tự tin hơn không chị? Tự tin hơn chắc là tự tin hơn nhiều á. Nhất là chị bán hàng thì hay nói chuyện, tính chị hay nói chuyện mà. Thế là từ ngày trước chị nói là đôi khi mà chị thấy cái răng ở dưới của chị nó không thành ấy, lắm lúc chị muốn cười tự nhiên là chị cảm thấy chị cười ngượng. Đúng rồi, không dám cười. Đấy, xong là giờ cười được thoải mái. Đúng rồi, bây giờ sau làm xong về thì chị thoải mái hơn. Chị thoải mái, chị nói đang kiểu nhiều khi chị không cần phải để ý xem cái miệng mình nó thế nào nữa, vì mình cảm thấy nó đẹp rồi. Đấy, mình tự tin rồi. Thế sau khi lắp răng xong thì về chị có cái cảm giác gì khó chịu giống như cái những cái ngày mà đang đeo răng nhựa không? Bây giờ chị không còn cảm giác đấy nữa rồi. Chị có lời khuyên với những ai đang có ý định đi làm răng để cho mọi người sẽ biết và sẵn sàng tâm lý, ví dụ như cái cung bậc cảm xúc chị trải qua, cái những hoang mang như nào, lo lắng như nào trong cái lúc mà chưa làm xong bộ răng, thì chị cứ chia sẻ thật lòng ra để cho ai có ý định đi làm răng để mọi người sẽ bước qua cái ấy của chị, để mọi người sẽ biết rằng hôm đấy chị tên là gì nhỉ? Chị là Biển. Đấy, hôm đấy chị Biển, chị ấy bị như thế này, thế này, thế này này. Chị Biển đã đi qua từng bước như này và mình làm mình sẽ như này, mọi người sẽ yên tâm hơn. Thì đó là một cái chia sẻ của chị có thể nói cho mọi người biết không? Đúng rồi, nếu mà những ai mà gặp tình trạng răng kiểu giống mình ấy hoặc răng xấu hơn nữa ấy, thì cũng nên là đi làm cho những bộ răng cho nó đẹp. Lúc đầu thì cảm tưởng mình cũng hoang mang lắm, cũng sợ lắm, nhưng mà sau khi đến lúc làm cứ từng bước thì dần dần mình cứ không thấy lo lắng gì nữa. Cứ một bước mỗi một lần làm là cảm thấy nó tốt đẹp hơn, nó hoàn thiện hơn trước nữa ấy. Nên là mình không thấy sợ, chỉ có lần đầu tiên mà lúc kiểu như là bảo răng đấy, xong đến lúc lắp răng giả thì về mình ăn nhai mình không thấy ăn nhai được, ăn tạo là mình thấy sợ và không biết sau này lắp răng thật là cũng như thế này, không ăn được thì chết. Thế nhưng mà về sau đến lúc đặt răng thật thì mình thấy mình ăn thoải mái, cắn được thì mình yên tâm. Em mình cũng có lời chân thật là nếu mà ai mà răng xấu thì mình nên đi làm thì có bộ răng nó khỏe hơn, đẹp hơn. Nói chuyện còn hay hơn em Hương đấy nhá. Đúng là dân bán hàng ở chợ chị em mình phải, đây là chị nói sự thật. Đúng chị rồi. Không nói dối lòng mình. Đúng rồi, có được em Hương đút cho tí phong mì rồi chưa? Lần đầu tiên được ngập lấy đâu ra có. Vừa mới gặp nhau khoảng 10 phút về kia vào đây đúng không? Cái lời động viên vẫn chưa có nữa là đấy, mục tiêu của chị đau nhất mà chị cần em nhất thì chị gọi điện cho em thì em lại trong Sài Gòn bắt đầu. Đấy. Tôi nghĩ là chị hoang mang, chị chưa biết như thế nào, chị rất là hãi. Thế bây giờ một cái lời động viên của chị, một lời nói của chị này là chị đang động viên lại cả hàng ngàn người luôn đấy, để cho mọi người sẽ biết được rằng sẽ làm như thế này để mọi người yên tâm. Nếu lúc mà có xảy ra giống như chị thì mọi người sẽ không lo lắng gì. Thì đây là chị đang đi động viên lại cho mọi người. Không, không phải là động viên mà nó là sự thật. Chị là sự thật của chị thôi như vậy. Đấy, như mọi người nhá, em Hương sẽ nhắc lại này. Khi mà mài răng xong rồi các bạn, ngay lập tức sẽ có một bộ răng đeo đi về. Và cái bộ răng đấy là bộ răng tạm, là bằng răng nhựa. Tuy nhiên cái răng đó thì nó lại có một cái khuyết điểm là nó sẽ là bằng răng nhựa, nên là nó sẽ không khít và ăn uống sẽ bị nhiều nhạo. Và cái nhựa nó sẽ chạm vào môi, chúng ta cảm giác thấy nó giả. Và cái bộ răng này rất là nhẹ nhẹ, chúng ta ăn uống các thứ cứ thỉnh thoảng nó có thể rơi cái răng đi ra. Đấy, và chúng ta sẽ có thể cảm giác nó khó chịu, lại đang nghĩ sao cái bộ răng đang lành tự nhiên lại đeo cái này vào, và sẽ nghĩ rằng hồi sau này nhỡ đâu làm xong nó lại giống như này thì răng đang lành tự nhiên lại làm như này là sẽ hối hận. Đấy là tâm lý 100% ai cũng vậy, và Hường ngày xưa cũng vậy. Nhưng các bạn yên tâm, đó là bộ răng nhựa. Đến hôm sau chúng ta quay trở lại gắn thật bằng răng sứ, đó là cái răng này, thì là chúng ta sẽ ok và không phải lo lắng bất kể vấn đề gì. Đấy là cái điều mà em Hường nói, thì có nói 100 lời cũng bằng một lời khách hàng. Tại vì khách hàng là người đã trải qua rồi, và chúng ta đã được lắng nghe chị Biển. Chị Biển đã trực tiếp để trải nghiệm qua, và chị có lời khuyên với mọi người là yên tâm đúng không chị? Đấy, đấy, và hôm đấy về chị cũng hoang mang lắm đúng không? Rất là sợ. Sợ quá à? Lên hỏi bác sĩ một tiếng đồng hồ à? Lên nói chuyện bác sĩ một tiếng. Về nhà cũng nghĩ thấy mình buồn cười. Đấy, tại vì lúc đấy là ai cũng vậy thôi mà. Vừa mất tiền mà không biết được như thế nào. Thế đây là một cái lời chia sẻ chân tình nhất. Và em Hường vừa mới gặp chị khoảng 10 phút nha, không hề có sự nhờ nhiếc gì nói đâu. Thế nào mọi người yên tâm, khi đến em Hường thì không phải lo đến khi nào mà đưa răng sứ lên miệng thì bắt đầu mới là cần phải suy nghĩ. Còn lúc răng nhựa thì không cần phải nghĩ gì hết, việc còn lại để em Hường lo nhá. Đúng rồi. Và bây giờ bộ răng chị thấy hoàn toàn tự tin chưa? Tự tin rồi em ạ. Là nếu có người thân có nhu cầu làm răng, chị có giới thiệu đến em không? Chắc chí là phải bên em. Đấy. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi và đồng hành cùng em Hường. Hãy nhớ thả like, thả tim. Còn cần tư vấn liên hệ và inbox cho em Hường hoặc qua thẳng số hotline nha. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.